tích phân từng phần. Và các bạn nhớ rằng những dạng cơ bản này là rất hay gặp trong kỳ thi đại học, rất hay gặp. Thế thì ở đây chúng tôi xin nêu ra có 4 dạng cơ bản. Tức là khi gặp những dạng này thì các bạn cứ máy móc như thế này mà làm. Chẳng hạn chúng ta tính cần tính tích phân từ A đến B của một cái loại có dạng là PX nhân với một hàm số mũ EXDX. Tất nhiên đây có thể là E3X, 4X như tôi viết dạng này. Thế thì với loại này thì nhất định các bạn phải đặt U bằng PX và đặt DV bằng E mũ X, DX. Còn nếu các bạn đặt ngược lại thì tất nhiên các bạn sẽ đi đến là càng ngày làm cho tích phân phức tạp hơn. Loại thứ hai đấy là các bạn phải tính tích phân từ A đến B của PX nhân với lại sin của AX, hoặc là tích phân từ A đến B của PX cos AX, DX. Loại tích phân này thì các bạn nhớ cho là bao giờ chúng ta cũng phải đặt U bằng PX và DV sẽ là bằng sin AX, DX hoặc là cos AX, DX nếu rơi vào loại này. Các bạn không được đặt ngược lại. Thế đấy là loại thứ hai mà chúng ta cần tính. Loại thứ ba mà chúng ta cần tính đấy là tích phân mà trong đó có dạng là len mũ K nhân với lại một hàm số nào đó, chẳng hạn là nhân với PX, DX, và hoặc giả trong một số bài thì có thể là len mũ K chia cho PX, DX, hoặc là len ở mẫu số. Tức là nói tóm lại cái dạng mà nói chung là chứa len, ta hay gặp hai cái này nhất. Thế thì bắt buộc các bạn phải đặt U bằng len mũ KX và tất nhiên DV là phần còn thừa. Đấy là loại thứ ba. Và loại thứ tư mà các bạn phải gặp phải tính đấy là phối hợp giữa một hàm mũ và một hàm lượng giác có dạng sin cos, sin hoặc cos. Tôi viết sin đây, tất nhiên có thể cos. Thế thì riêng đối với loại này thì các bạn nhớ cho là chúng ta nếu đặt U bằng EAX thì DV bằng sin BX, DX. Và hoặc là nếu không thích thế thì các bạn lại có thể đặt U bằng sin thì DV tất nhiên sẽ là E mũ AX, DX. Với riêng loại thứ tư này thì có hai cách đặt. Nhưng mà tí nữa khi đến ví dụ thì đối với loại này các bạn cần phải chú ý.